Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Mình nhận được rất nhiều thông tin, rất nhiều những ý kiến của các bạn thường nói là điện thoại Samsung bán chính hãng thị trường Việt Nam đắt quá, đắt tách cái lều rồi em không thể nào mua được tại vì giá nó cao, các thứ. Thế nên ngày hôm nay mình nhận được thông tin đến từ Hoàng Hà Mobile và mình xin quyết định đấy là chia sẻ đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Hơi dài dòng một tí nhưng nói tóm lại đây là một cái video quảng cáo dành cho chương trình khuyến mãi sắp tới được diễn ra vào ngày 13 cho đến ngày 15 tại Hoàng Hà Mobile. Và cụ thể hơn nó sẽ có những gì thì đây là một chương trình giảm giá sốc, kinh khủng sốc từ trước đến giờ mà mình từng được thấy khi mà điện thoại chính hãng Samsung được giảm giá tại thị trường Việt Nam. Thông thường mình thấy Samsung chính hãng ít giảm giá lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có những mẫu điện thoại sau được giảm giá rất nhiệt tình. Và các bạn lưu ý nhé, khi mà được giảm giá nhiều như vậy thì tất cả những quà tặng kèm giống như kiểu pre-order, phiếu giảm giá, các thứ gì trước đây thì nó sẽ bị loại bỏ hết. Và các bạn sẽ nhận được một cái mức giá thực sự rất là tốt. Đầu tiên đây là chiếc Samsung Galaxy Z2 Pro phiên bản 2018 thì nó sẽ chỉ còn mức giá đây là 2.690.000 mà thôi. 2.690.000 thì chia sẻ thật lòng được cái máy này mình không biết. Thế nên là thôi mình sẽ bỏ qua. Đến chiếc máy tiếp theo đấy là Z4 thì giá niêm yết nó là 3.790.000. Thì tại Hoàng Hà Mobile vào ngày 13 cho đến ngày 15 thì sẽ được giảm trực tiếp, đây là 760.000, tức là sẽ chỉ có mức giá đây là 3.030.000 mà thôi. Thật lòng mà nói thì với tầm giá khoảng 3 triệu các bạn có một thiết bị của Samsung thì riêng ở cái phân khúc mức giá này nó đã hướng đến là những người cần cho mình một cái máy phụ, hoặc là những người ở vùng miền quê ấy, không muốn chi quá nhiều tiền cho một chiếc điện thoại lại vẫn muốn có một cái máy nó gọi là ổn ổn một tí để dùng, thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn. Tại vì nói như thế nào thì nói thì nó vẫn có màn hình AMOLED rực rỡ nịnh mắt, camera cũng tạm tạm đủ dùng trong cái tầm giá, hay là pin có thể tháo rời thì nó sẽ giúp cho các bà các cô ở quê lắm lúc hay nói ui lỡ chăng pin mà có chai thì tao thay cục pin khác cho nó nhanh, đỡ kiểu máy nguyên khối tháo ra mất bao nhiêu tiền. Đấy, các cô hay nói thế, còn các bạn thì mình không biết. Sản phẩm tiếp theo đấy là Galaxy Z6 thì mức giá niêm yết tại thị trường Việt Nam đấy là 5.290.000 thì sẽ được giảm trực tiếp đấy là 1 củ, tức là 1 triệu ấy. Giá lúc này các bạn phải bỏ ra cho Z6 tức là 4.290.000 mà thôi. Thì Z6 mình cũng đã từng có một cái video trên tay về sản phẩm này rồi, thì các bạn cũng có thể thấy sơ qua có Exynos 7870. Thì cấu hình này nó quá là huyền thoại của những con như Z7 Prime, Z7 Cộng, Z7 Pro rồi. Sorry các bạn, không có Z7 Cộng nhá, Z7 Pro thôi. Thì hiệu năng như nào các bạn đã biết. Nó cũng có một thiết kế hoàn thiện khá tốt, liền mạch, nguyên khối lại. Và nó lại còn được thừa hưởng cái tỷ lệ màn hình mới 18.5:9 của những dòng cao cấp hơn đưa xuống. Và cái kích thước màn hình là 5.6 inch. Thì tức là cái sản phẩm này sẽ hướng đến cho những ai muốn có một cái trải nghiệm màn hình mới hơn một chút xíu. Điều đặc biệt là phải là của Samsung cơ, mới hơn một chút xíu trong cái tầm giá này. Và nó cũng có một hiệu năng đủ dùng, mức giá của nó thì ok. Và mình nghĩ đây cũng sẽ là một sự lựa chọn khá là tốt dành cho những ai muốn có một cái máy nhẹ nhàng trong quá trình mà các bạn sử dụng, không có quá nhiều nhu cầu về hiệu năng, cũng như là muốn có một thời lượng pin tốt, màn hình còn là tỷ lệ mới nữa. Tiếp theo thì chiếc Galaxy Z8 bởi vì mới quá nên là chưa được giảm giá trong 2-3 ngày tới, nên các bạn thông cảm nhá. Và bây giờ mới là cái vấn đề chính mà những sản phẩm gọi là chủ chốt được giảm giá rất là nhiều. Thì đấy chính là Galaxy S8 Cộng, Galaxy S9 và Galaxy S9 Cộng. Thì mình thấy thực sự bất ngờ bởi vì cái mức giá lần này của Samsung dành cho những chiếc điện thoại này nó là quá nhiều luôn. Đơn cử như là Galaxy S8 Plus, mức giá niêm yết của thị trường Việt Nam đấy là 17.990.000 thì nó sẽ được giảm trực tiếp đấy là 4.800.000. Và cái số tiền mà các bạn phải bỏ ra cho sản phẩm này sẽ chỉ còn là 13.190.000 mà thôi. 13 triệu hơn cho một chiếc Galaxy S8 Plus mới cứng. Thì bản thân mình đánh giá là nó ngon. Các bạn biết vì sao không? Thứ nhất, đấy là màn hình nó rất là đẹp ở thời điểm hiện tại. Thứ hai, đấy là camera của nó vẫn quá ngon ở thời điểm hiện tại. Thứ ba, đấy là hiệu năng của nó vẫn đủ dùng Exynos 8895, 4GB. Và cái thời lượng pin của nó cũng khá tốt với viên pin dung lượng đấy là 3500mAh. Thì tức là ở cái tầm giá khoảng 13 triệu chính hãng, nếu mà các bạn muốn có một thiết bị phải có thiết kế đẹp này, màn hình đẹp này, camera ok này, tuy nhiên không có dual camera thì các bạn bỏ ý tưởng để chụp hình chân dung xóa phông các thứ. Chúng ta có những cái công nghệ ví dụ như là chống nước này, sạc không dây, sạc nhanh này, chúng ta vẫn còn jack cắm tai nghe 3.5mm này, camera selfie của nó cũng rất là chất chơi, các thứ quay video phải gọi là ảo lòi luôn. Thì đây là một sự lựa chọn thực sự mà mình đánh giá nó tốt trong cái tầm giá này. Nhiều bạn thì sẽ so sánh nên là ui tầm này thảo ta mua máy A, máy B, máy C kia cái hiệu năng cao hơn hẳn. Thì đấy là sự lựa chọn của các bạn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn có vừa có hiệu năng này, chúng ta vừa có thương hiệu này, vừa có màn hình chất này, vừa có màn hình cong sexy thiết kế đẹp nữa, thì tầm 13 triệu các bạn có thể tìm thấy cho mình một sản phẩm nào tốt hơn Galaxy S8 Plus không? Chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Bây giờ hãy nói đến S9. Thì S9 màu tím mắm tôm, đây là chỉ dành cho phiên bản màu tím mắm tôm thôi.
thì cái mức giá của nó khiến cho mình sốc tuột hết cả quần luôn. 19.990 là giá niêm yết, nhưng các bạn sẽ được giảm trực tiếp tới 6.1 triệu, tức là cái số tiền các bạn phải bỏ ra cho cái chiếc điện thoại này chỉ còn đấy là 13.890.000, tức là gần 14 triệu cho một chiếc flagship mới ra mắt hồi đầu năm nay của Samsung. Thì đây là cái dòng mini nhon hơn, S9 là cái dòng thiết bị màn hình nhỏ hơn khi mà chỉ có kích thước đấy là 5.8 inch, nó tương đương với cả Galaxy S8, nó không có dual camera, nó được nâng cấp rất nhiều về mặt hiệu năng khi có chip Exynos 9810 này, 4GB này, bộ nhớ trong 64GB này, và những cái tính năng cao cấp ví dụ như sạc không dây, sạc nhanh không dây hay là sạc nhanh quick charge, chống nước các thứ là có đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Nói chung là quan trọng là các bạn có thích màn hình nhỏ hay không, và quan trọng là các bạn có chấp nhận được cái việc nó không có dual camera hay không. Thì nếu chấp nhận được thì đây là một sự lựa chọn khá là ok. Còn ngôi sao thì nó chính là Galaxy S9 cộng phiên bản 64GB màu tím, thì nó sẽ được giảm trực tiếp đấy là 6.6 triệu, và mức giá niêm yết tức là các bạn sẽ phải bỏ ra đấy là 16.890.000 mà thôi, tức là khoảng 17 triệu. Thì bản thân mình đánh giá là 17 triệu cho chiếc điện thoại này là nó xứng đáng. Nói như thế nào thì nói bây giờ nó vẫn là đỉnh của top trong những thiết bị chạy Android ở thời điểm hiện tại rồi. Thiết kế đẹp, màn hình chất, camera chất, hiệu năng ok, những tính năng cao cấp như kiểu sạc không dây, chống nước, sạc nhanh thì không bao giờ thiếu trên những cái sản phẩm như này của Samsung rồi. Mà nó vẫn còn rất cắm tai nghe 3.5mm, thế nên nói chung là quá ok để các bạn trải nghiệm. Và cái phiên bản 128GB thì nó cũng sẽ được giảm là 6.6 triệu, số tiền các bạn phải bỏ ra đấy là 17.890.000 mà thôi. Thì nói chung là đây là một cái video mình đã chia sẻ cho các bạn rất nhiều về những chiếc điện thoại Samsung được giảm giá trong 3 ngày, đấy là 13 cho đến ngày 15 tháng 7 tới đây. Và cụ thể hơn thì các bạn có thể truy cập vào website của Hòa Mobile thông qua link ở phía bên dưới phần mô tả video để tham khảo chi tiết hơn về từng sản phẩm các thứ. Còn bản thân mình đánh giá thì điện thoại của Samsung thì nó vẫn có một cái lòng tin nhất định dành cho người dùng, và quan trọng là các bạn có chấp nhận mức giá của nó được hay không. Trước đây thì có nhiều bạn nói là nó quá đắt, không thể nào mua được, nhưng bây giờ mức giá đã tốt hơn, đã rẻ hơn thì các bạn thấy sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đây là một cái video quảng cáo rất là thật hình của mình và rất là thật lòng của mình, nên là mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.